Từ thuở sơ khai chỉ có bóng tối tồn tại, sau vụ nổ Big Bang từng bước bắt đầu hình thành sự sống trong không gian, thời gian và vật chất vô tận. Giờ đây với công nghệ ngày càng hiện đại, chúng ta đang chinh phục những điều bí ẩn nhất nằm ẩn sâu trong vũ trụ nhằm đi trả lời các câu hỏi mà trước đây chúng ta chưa có lời giải. Vậy điều gì đã xảy ra trước vụ nổ lớn Big Bang? Hãy cùng tôi thú vị đi giải mã trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ tôi thú vị các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Big Bang là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ. Theo lý thuyết này, vụ nổ lớn xảy ra cách đây khoảng 13,8 tỷ năm trước và được các nhà vũ trụ học coi là tuổi của vũ trụ. Ban đầu có một quả bóng vật chất cực kỳ nhỏ bé và đậm đặc, sau đó tất cả đã nổ tung, sinh ra các nguyên tử, phân tử, rồi dần hình thành các đám bụi, các ngôi sao và những thiên hà như chúng ta thấy ngày nay. Vũ trụ của chúng ta đã khởi đầu như vậy, các nhà vật lý thấy khá dễ dàng khi thảo luận về những thứ có thể nhìn thấy được. Và cái tồn tại lâu đời nhất trong vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy đó là nền vi sóng vũ trụ CMB. CMB là một dạng tiếng vọng của Big Bang và là một nguồn vô tuyến mạnh mẽ trong vũ trụ. Nó có thể được đo và vẽ bản đồ được bằng kính viễn vọng vô tuyến. Nó được hình thành sau vụ nổ Big Bang khoảng 380.000 năm. Đây có thể được coi là những thứ lâu đời nhất trong vũ trụ mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Theo NASA, trong giai đoạn đầu của vũ trụ khi nó chỉ có 1/100 triệu kích thước so với ngày nay, nhiệt độ của nó cực kỳ cao và khoảng 273 triệu độ so với nhiệt độ không tuyệt đối. Tại thời điểm đó, bất kỳ nguyên tử nào có mặt đều nhanh chóng bị phân rã thành các hạt nhỏ, proton và electron, bức xạ từ CMB trong các photon bị tán xạ khỏi các hạt điện tử. Vì vậy, các photon đi lang thang qua vũ trụ sơ khai giống như ánh sáng quang học đi qua một lớp sương mù dày đặc. Khoảng 380.000 năm sau vụ nổ lớn, vũ trụ đã đủ lạnh để các nguyên tử hydro có thể hình thành. Do các photon CMB hầu như không bị ảnh hưởng bởi sự va chạm với các nguyên tử hydro, các photon này đi theo đường thẳng. Các nhà vũ trụ học đã đề cập đến một bề mặt tán xạ cuối cùng của các photon CMB cuối cùng va chạm tới vật chất. Sau đó, vũ trụ đã trở nên quá lớn. Vì vậy, khi lập bản đồ CMB, chúng ta đang nhìn lại khoảng thời gian 380.000 năm sau vụ nổ lớn, ngay sau giai đoạn vũ trụ trở nên mờ đục với bức xạ. Vậy nếu lý thuyết vụ nổ lớn là đúng, thì điều gì đã xảy ra trước vụ nổ đó? Theo nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking, ông cho rằng để hiểu được vũ trụ, chúng ta cần bấm nút tua lại thời gian đến thời điểm toàn bộ vũ trụ còn lại chỉ bằng kích thước của một nguyên tử. Và hạt hạ nguyên tử của mọi thứ này được gọi là điểm dị thường. Bên trong điểm vô cùng đặc và nhỏ này, các quy luật vật lý và thời gian mà chúng ta biết đến ngày nay đều không hoạt động. Nói một cách khác, thời gian sẽ không tồn tại trước khi vụ nổ xảy ra. Stephen Hawking cho rằng những sự kiện trước Big Bang đơn giản là không được xác định bởi vì chúng ta không có cách nào để đo lường được nó. Chính vì vậy, theo ông trước Big Bang sẽ không có gì cả. Điều này cũng đúng thôi, bởi vì chúng ta chưa phát hiện ra bất kỳ một bằng chứng hay hiện tượng nào chứng minh những điều xảy ra trước vụ nổ. Quan sát của con người là có giới hạn, nhưng trí tưởng tượng của các nhà khoa học thì không. Theo đó, một lý thuyết được đưa ra nhằm bổ sung cho thuyết Big Bang, giải thích cho điểm khởi nguyên đó là thuyết Big Bounce. Theo lý thuyết cho rằng, Big Bang chỉ là một cú nảy của vũ trụ, một sự chuyển đổi từ vũ trụ bị tan rã trước đó và biến thành vũ trụ của chúng ta ngày nay. Điều này có nghĩa, vũ trụ tồn tại theo một chu kỳ, nó giãn nở ra rồi co lại thành một điểm kỳ dị, và rồi lại tiếp tục xảy ra vụ nổ Big Bang để chu kỳ giãn nở lại tiếp tục bắt đầu. Với lý thuyết này, hiển nhiên trước vụ nổ Big Bang là một vũ trụ đã già cỗi và được co lại thành một điểm kỳ dị. Thế nhưng những nhà khoa học xây dựng lý thuyết này lại không đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào chứng minh được điều đó. Chính vì vậy, lý thuyết Big Bounce bị Stephen Hawking phản đối kịch liệt.
ông và 32 nhà thiên văn học hàng đầu đã soạn thảo chung một bức thư bày tỏ sự phẫn nộ của mình về những khẳng định của lý thuyết này. Ngoài ra, một ý kiến tương tự cũng xuất phát từ thuyết căng phồng. Thuyết này xuất hiện từ đầu những năm 1980. Ý tưởng trung tâm của thuyết này ngày nay đã được các nhà vật lý học chấp nhận là vũ trụ phát triển cực kỳ nhanh chóng trong khắc đầu tiên của một giây và từ một thứ bé hơn một hạt proton trở thành một thứ cỡ bằng quả bưởi. Không ai biết cái gì đã gây ra sự nở phồng đó, nhưng một số nhà vật lý học tin rằng cho dù là cái gì đã gây ra sự nở phồng đó thì nó hoàn toàn có thể xảy ra. Không chỉ một, mà là nhiều lần sau nữa và dẫn đến một tập hợp các vũ trụ. Nếu thuyết sự nở phồng vĩnh cửu là đúng, thì trong không gian sẽ liên tục sinh ra các vũ trụ mới, giống như nồi nước sôi liên tục sủi lên các bọt khí. Nhưng các nhà lập luận cũng không đưa ra được bất kỳ một manh mối nào chứng minh lý thuyết của họ là đúng. Năm 2013, hai nhà vật lý người Anh đã đưa ra một học thuyết cũng làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Họ cho chạy các mô hình trên máy tính mô phỏng các tập hợp hạt đơn giản để xem chúng chuyển động như thế nào trước sự tác động của trọng lực trong một thời gian dài. Thí nghiệm này mô tả hoàn toàn chính xác sự phát triển mở rộng của vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy quanh mình. Đồng thời, nó cũng như một tấm gương phản chiếu các dòng thời gian quay ngược chiều. Theo họ, nếu lý thuyết này đúng thì chắc chắn là có một vũ trụ nữa ở phía bên kia của Big Bang. Ở đó, các trải nghiệm về thời gian chạy ngược với thời gian ở vũ trụ của chúng ta. Điều này có nghĩa, theo lý thuyết này, bên kia vụ nổ Big Bang sẽ có một vũ trụ ngược với thời gian so với vũ trụ của chúng ta. Tuy vậy, theo các nhà vật lý học, họ vẫn sẽ tiếp tục tranh luận xem ý tưởng nào đáng tin hơn. Việc giải thích vũ trụ của chúng ta là sản phẩm của một vũ trụ nào trước đó nghe có vẻ thú vị, những ý tưởng này khá táo bạo nhưng không đủ sức thuyết phục. Trong cuốn sách Sơ lược lịch sử thời gian thuộc loại bán chạy nhất năm 1988 của Stephen Hawking, ông viết rằng một cái gì đó đã tồn tại trước Big Bang với ý tưởng phía nam của Nam Cực. Chẳng có gì về phía nam của điểm Nam Cực đó cả, bề mặt trái đất kết thúc ở đó mà thôi. Thật khó mà tưởng tượng cái gì đó nữa, và tương tự như tưởng tượng ra cái gì nữa xa hơn cả Nam Cực. Rất có thể chẳng có gì trước Big Bang cả. Cuối cùng thì vũ trụ đã có một câu chuyện về nguồn gốc của riêng mình là vụ nổ Big Bang. Cho đến nay, thuyết vụ nổ lớn vẫn là mô hình học vũ trụ được cộng đồng các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi nhất. Nó đã được kiểm chứng và đưa ra giảng dạy trong các bộ môn khoa học của các nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Nó đưa ra cách giải thích hoàn thiện về nhiều loại hiện tượng quan sát thấy trong vũ trụ, bao gồm sự có mặt của những nguyên tố nhẹ, bức xạ nền vi sóng vũ trụ, cấu trúc vĩ mô của vũ trụ và định luật Hubble đối với siêu tân tinh loại 1A. Các nhà vật lý biết rằng khoảng cách giữa các đám thiên hà đang tăng lên. Họ lập luận rằng mọi thứ đã phải ở gần nhau hơn khi trở về quá khứ. Ý tưởng này đã được xem xét một cách chi tiết khi quay ngược trở lại thời gian đến thời điểm vật chất có mật độ và nhiệt độ cực cao. Và những máy gia tốc hạt lớn đã được xây dựng nhằm thực hiện các thí nghiệm gần giống với thời điểm sơ khai, mang lại kết quả thúc đẩy phát triển cho mô hình. Nhưng rất tiếc, chúng ta lại không có bất kỳ một tài liệu nào đủ thuyết phục để trình bày về cái gì đã xảy ra trước vụ nổ lớn. Và có lẽ đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ mà chúng ta chưa có lời giải. Còn theo các bạn thì sao? Trước vụ nổ lớn đã xảy ra điều gì? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Quay trở lại thuyết Big Bang, theo kịch bản khởi đầu của vũ trụ nguyên thủy, bao gồm những hạt quark và electron chuyển động theo một hướng gần với vận tốc của ánh sáng. Những va chạm không ngừng diễn ra, một số hạt phá hủy lẫn nhau, một số khác lại sinh ra. Trong pha đầu tiên, các đối tượng lượng tử mang điện tích quark và phản quark, rồi sau đó thêm những hạt nhẹ và phản hạt nhẹ, được gọi chung là lepton, bao gồm electron, neutron và những phản hạt của chúng. Một phần triệu giây sau Big Bang, nhiệt độ hạ xuống tới 10.000 tỷ độ Kelvin. Lúc này xuất hiện các hạt nặng đầu tiên, proton và neutron, nhờ các hạt quark kết hợp với nhau. Rồi các lepton sinh sôi nảy nở rất nhanh, chúng chiếm số lượng hàng đầu trong vũ trụ. Khi nhiệt độ hạ xuống tới 10 tỷ độ Kelvin, thì proton và neutron bắt đầu kết hợp với nhau để tạo thành deuteri.
Lúc đó đồng hồ vũ trụ chỉ 1 giây, nhưng năng lượng của các vô tông vẫn đủ lớn để nhanh chóng phá vỡ hạt nhân đầu tiên đó. Mãi 3 phút sau, khi nhiệt độ hạ xuống tới 1 triệu độ Kelvin thì vô tông mới không còn khả năng phá vỡ các liên kết hạt nhân. Khi ấy trong vũ trụ đã hoạt động hạt nhân rất mạnh, dẫn tới sự hình thành các hạt nhân nguyên tử nhẹ như deuteri, heli 3, liti 7 và heli 4. 15 phút sau Big Bang, quá trình tổng hợp hạt nhân ban đầu đó mới kết thúc. Nhiệt độ hạ xuống quá thấp, không đủ đảm bảo cho phản ứng hạt nhân xảy ra. 300.000 năm sau, vũ trụ nguội đi xuống dưới 3.000 độ K và trở nên trong suốt. Electron không chuyển động nhanh như trước nữa. Các hạt nhân có thể giữ các electron lại, tạo thành các nguyên tử, tạo ra những viên gạch đầu tiên hình thành nên vũ trụ. Do tương tác giữa photon và các nguyên tử rất nhỏ nên chúng có thể lan truyền tự do. Vật chất, ánh sáng và các loại bức xạ khác tràn ra ngày càng mỏng dần khi vũ trụ giãn nở. Hàng tỷ năm sau, những đám mây khí khổng lồ bắt đầu phân tán, mỗi đám mây trở thành một thiên hà. Rồi dưới tác dụng của lực hấp dẫn hình thành nên các vì sao trong khi vũ trụ vẫn tiếp tục mở rộng. Và đó là kịch bản vụ nổ lớn Big Bang cho sự hình thành của vũ trụ. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn xoay quanh câu hỏi điều gì đã xảy ra trước vụ nổ Big Bang? Có lẽ câu trả lời được chấp nhận rộng rãi nhất đó là không là gì cả. Nhưng tầm hiểu biết của con người còn quá nhỏ bé so với vũ trụ, cũng có thể có một thứ gì đó đã tồn tại trước vụ nổ Big Bang, nhưng chúng ta chưa hề biết tới. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!